Sở hữu rất nhiều những năng thứ và đặc biệt một sự có mặt chúng ta đã nhắc tới rất nhiều lần, đó là tiền đạo đang khoác áo số 8 Nguyễn Khắc Hưng. Ông là nguyên bí thư tỉnh ủy của tỉnh Nam Định và vẫn thường xuyên ra sân ở trên mặt sân của tập đoàn Lợi, thì trong những trận đấu gần đây sẽ khó lòng có thể qua được Hoài Nam. Lại lần nữa hai pha chạm đầu liên tiếp vòng đầu của Hoài Nam, thật khó có thể thâm nhập khu vực cấm địa của đối phương. Ông đang trong chân của thủ ma số 12, cú dứt điểm đầu tiên tuy là không phải bóng rất nguy hiểm, không thể có cú dứt điểm ở trong tình huống rồi. Tạm bóng của thủ ma số 9 áp sát khiến cho thủ ma số 8 Khắc Hưng không thể tung ra cú dứt điểm. Hoài Nam, Thanh Huy, Văn Tấn, Hoài Nam. Có vẻ như Văn Tấn, Hoài Nam, Thanh Huy đều là những cầu thủ còn khá trẻ so với các cầu thủ của Thanh Huy. Những cầu thủ này vào lúc này cũng có độ tuổi khoảng ngoài 30 thôi. Chính vì thế họ chắc chắn sẽ có sức khỏe, có nhiều sức dớm lấn lướt hơn so với các lão tướng của chúng ta đang thi đấu trên hàng công vào lúc này. Hoài Nam, trận đấu vẫn đang tiếp tục bắt đầu. Lại có bóng truyền thống là quần báo đang rất đẹp. Như vậy đã có là thắng đầu tiên dành cho các cầu thủ Golden Ninh đến Hải Phòng. Người vừa tung ra cú dứt điểm chính là cầu thủ mang áo số 9 Thanh Huy, một trong những cầu thủ có thân hình rất rắn chắc ở trên sân. Lúc này anh đã ra một cú dứt điểm cực kỳ hiếm hoi để mang lại bàn thắng đầu tiên. Như vậy ngay là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên thì Thanh Huy, đội trưởng Văn Hà. Thế nhưng các cầu thủ bảng đã lùi về rất nhanh cho thủ rồi. Phi Long, có lẽ Phi Long là một trong những chân sút đáng chú ý nhất bên phía đội bóng của tỉnh ủy Nam Định vào lúc này. Và đây cũng có thể là sẽ là một trong những cầu thủ trẻ nhất. Và chuyền bóng rất chính xác. Văn Minh không được rồi. Đó là một pha vợt rất sắc nét của các cầu thủ tỉnh ủy Nam Định, nhưng rất đáng tiếc. Một tình huống là chuyền sút của Văn Minh đã không thể mang lại cơ hội dành cho lão tướng Khắc Hưng. Trước đó là những đường chuyền bóng chọc khe rất hay của đội bóng vàng, bóng vẫn đang trong chân của Quang Hải. Văn Tấn rất bình tĩnh, Thanh Hưng. Rồi thôi, khoảng trống rất lớn dành cho Phi Long ở trong tình huống rồi. Nhưng rất giảm khung giờ tầm 3 giờ thế này. Và ánh nắng của mùa thu lúc này cũng đang là rất đẹp. Không vào, thêm một pha cản phá nó xuất phục kiến tạo ở tuyến 2 của đội bóng vàng. Có lẽ ở trong trận đấu này việc chơi yếu trên thời tiết nắng và gay gắt khiến cho Văn Minh cũng đôi lúc không phải đó là số 88. Như vậy trên sân lúc này có rất nhiều những cầu thủ chúng ta mặc áo và số quần khác nhau, đặc biệt như Phi Long ở trong tiếng rồi. Khi mà anh quay lưng đằng sau thì chúng tôi chỉ quan sát được số 7 ở trên quần của anh. Cầu thủ rất thoáng ở phía trên, phía trong là đội tuyển Khắc Hưng. Đây là một Văn Minh, Thanh Bình, cú dứt điểm không vào. Vẫn là sự xuất sắc của thủ môn của bên phía đội bóng Golden Lake. Bên phía đó vào dứt điểm, đó là một pha dứt điểm rất tốt, bóng vẻ như vừa bật trúng chân cột dọc. Anh Minh ơi, giữa này Minh ơi. Rất nguy hiểm, vâng, như vậy ở trong một tình huống đá phạt ở bên phía hành lang cánh phải thì các cầu thủ Golden Lake đã nhân đôi cách biệt rồi. Kiểm soát một tí người thực hiện cú đá phạt vừa rồi là đội trưởng Văn Hà, người đã vừa tung ra các cầu thủ của đội bóng Golden Lake đến từ Hải Phòng. Tỷ số đã là 2-0 rồi. Có lẽ tỷ số trên sân lúc này đang phản ánh đúng những gì mà các cầu thủ Golden Lake đã thể hiện. Đội bóng trẻ hơn, họ có sức trẻ và những cầu thủ có tốc độ tốt, và họ đang là đội bóng tạm thời dẫn trước với tỷ số 2 của dứt điểm. Thanh Huy, Ngọc Hoàng, Thanh Huy, Hoài Nam. Dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này của hậu vệ Hoài Nam. Hoài Nam thì đang dâng cao với một tiền đạo bên phía ngang cánh trái, đó là một vùng chuyền ngang. Thôi mình gửi bè thôi. Đang đây là những giây phút cuối trong hiệp 1 rồi, liệu có bàn thắng rút ngắn khoảng cách dành cho đội bóng vàng không? Rất đáng tiếc đã không có một đường chuyền bóng vào phía trong dành cho đội tứ Khắc Hưng. Và đúng lúc này thì trọng tài Trần Quang Vinh đã nổi còi khép lại hiệp 1. Hai đội tạm thời ra sân. Cả thế trận ở trên sân. Hoài Nam. Chúng tôi cũng cảm giác như rằng trong số 4 cầu thủ này vẫn có những cầu thủ chúng ta chơi vẫn còn đang giữ sức và thậm chí chưa cần bùng hết sức ở trong trận giao hữu ngày nay. Bóng đã
từ chân của cầu thủ vào số 99 đi trái của đội Việt. Hoài Nam, Ngọc Hoàng, Hoài Nam và làm được rất bài bản cho các cầu thủ vàng không thể kịp tiếp cận bóng. Những pha bóng một chạm như thế thì rõ ràng cơ hội dành cho đối phương có thể lấy bóng rất khó. Hoài Nam rất nhẹ nhàng và hợp lý rồi, xoay người dứt điểm không được. Đó là một pha bóng rất lăn xả của số 99 khiến cho cầu thủ của con lần này không thể tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần. Nỗ lực chuyền bóng của số 17 Tiến Dũng nó không thành công. Thành Huy, Văn Tấn. Hiệp đấu thứ hai của chúng ta cũng đã trôi qua được khoảng hơn 5 phút rồi. Rồi, đó là một cơ hội rất rõ ràng ở bên phía cánh trái dành cho cầu thủ áo không số Tấn Minh. Dạ, rất kịch tính và đang như vậy tỷ số đã là 3-0 rồi. Một cú rất điểm rất là rất đơn giản và nhẹ nhàng rồi của cầu thủ mang áo số 6 người đã vừa sân vào sân trong hiệp hai là Ngọc Sơn, cũng đã mang về bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ Golden League Hải Phòng rồi. Chúng tôi cũng vẫn như cảm giác như rất nhiều những vị trí của đội bóng xanh vào lúc này còn chưa thi đấu bùng sức thì nhưng họ cũng đã dễ dàng có được 3 bàn thắng vào lưới của đội bóng tỉnh Ngọc Tú. Tấn Nam, Tiến Dũng, Tuấn Ai không có bàn thắng ở trong vòng bóng mà thủ môn của các thủ Golden League đã chủ động ngả người rồi. Có liên tiếp những sự tạt động này khiến cho chúng tôi không thể quan sát và lúc này thì Quốc Trung đã rời sân rồi. Thôi xin chút nữa thì số 7 đã làm được chuyện ở trong tình huống rồi. Nếu như đó là bàn thắng ở giải bóng đá danh nhân trong chiến thắng 5-0 của các cầu thủ danh nhân thị trấn Lâm trước các cầu thủ danh nhân Đến Xá trong hơn 45 phút thi đấu chính thức thì cầu thủ vào số 10 đã có một bàn thắng. Trận thắng đậm đà của các cầu thủ đội bóng tập đoàn của đội bóng danh nhân Tiến Đầm là trận thắng đã được dự đoán trước. Thế nhưng điều bất ngờ là cầu thủ vào số 10 người lớn tuổi nhất giải đấu đã có bàn thắng và chắc chắn. Khôi khoảng trống bóng đã đi ra bên ngoài. Hoài Nam rất thoáng. Văn Hải. Anh em bóng rất mạnh chính xác, làm bóng một chạm rất tốt rồi, vẫn không có bàn thắng. Thứ ba rồi. Bằng một số gọi mà lão tướng Khắc Hưng đã có cho một, nhưng hai vị lão tướng đang kinh doanh làm vẫn không thể ghi bàn. Được đấy. Cơ hội hai vị lão tướng ra không vào, thì kiến tạo của Khắc Hưng dành cho toàn thể nhưng rất đáng tiếc. Khắc Hưng dứt điểm không vào, bóng vẫn đi ra bên ngoài. Ở sân Việt, sân đấy là bạn. Chưa có bàn thắng này cho cầu thủ đội Nghệ. Và đây là vào phạt công thoáng dành cho cầu thủ áo ba xanh không được. Tấn Minh. Trái vào. Đội bóng Golden League đã kéo dài hơn chúng ta rồi. Và cuối cùng thì các cầu thủ của đội Tinh Huy đã có bàn thắng. Người ghi bàn không phải là người nằm trong hệ thống của đội TV nhưng cũng là thành viên của đội bóng TV. Ông Dương Xuân Thủy vừa có bàn thắng để giúp cho các cầu thủ áo vàng khai thông thế bế tắc. Số 5 cú dứt điểm liên tiếp về việc không thành của đối phương. Thì cầu thủ áo số 10 đã rút ngắn khoảng cách của trận đấu xuống còn 1 bàn. Anh Minh, Văn Minh. Vẫn là số 9 Văn Minh, bóng được chuyền rất thoáng dưới dành cho Super Chate để tiến ai Khắc Hưng. Liệu rằng mỗi lần tới của chúng ta có thể có một bàn thắng ở trong những phút còn lại hiệp 2 không? Văn Minh, Xuân Thủy coi, tỷ số là 2-3 rồi. Chỉ trong vòng 1 phút thôi. 1 phút đồng hồ và cầu thủ băng áo số 10 đã làm được điều mà hơn 16 cầu thủ của đội bóng áo vàng đã không thể làm được trong vòng 1 tiếng vừa qua. 1 phút với 2 bàn thắng, 1 cú đúp dành cho cầu thủ áo số 10 Dương Xuân Thủy. Tỷ số đã được rút ngắn cho còn 2-3. Sức kẹp của đội bóng Thị Huy ở trong những phút đầu qua là rất khủng khiếp kể từ khi cầu thủ băng áo số 10 vào sân. Ông đang chơi trên hàng không khởi động mà bằng phải tới 2 bàn thắng dành cho đội bóng Thị Huy. Nhanh luôn, nhanh luôn.
Và có vẻ như đội bóng vàng vẫn không muốn dừng lại ở đó, họ vẫn đang muốn tìm kiếm bàn thứ ba. Và chúng ta vẫn có hoàn toàn hy vọng bàn đến bàn thắng thứ ba khi mà chỉ trong vòng 1 phút thôi. Các thủ thành này đã ra bàn thắng là Dương Khắc Hưng, không vào, bóng đã đi vượt qua sang ngang cho Văn Hải. Không được. Rất nỗ lực. Anh Minh đã cứu bóng ngay trên vòng 10, phát động một pha tấn công rất thoáng. Khắc Hưng không vào. Hai cú dứt điểm liên tiếp vào trong cái vùng vàng của đội tuyển Khắc Hưng rồi. Rồi, không được. Chỉ còn một Minh sự xuất sắc của thủ môn Trung Hiếu cũng không thể giúp cho đội bóng Quân Lực Ninh chống đỡ nổi những pha phản công nguy hiểm của các thủ thành Huy. Xuân Thủy càng vào thế này, khoảng trống. Văn Minh số 3 cao lên. Trong 10 phút vừa qua thì có đến 8 phút bóng lăn ở khu vực sân nhà của đội bóng áo xanh. Bóng lại được nhồi lên bên trên rồi. Rồi, tỷ số là 3 đều rồi. Một kịch bản mà chúng tôi đang vẽ ra thì tưởng tượng ra thôi, nhưng không ngờ nó đã xảy ra trên sân. Và hai bóng đá đã vào sân trong vòng khoảng 10 phút cuối hiệp thi đấu thứ hai. Cả hai ông đã đều ghi bàn và đều nổ súng, đó là Lão Tướng Khắc Hưng. Như vậy nguyên bí thư tỷ đến mệnh Lão Tướng Khắc Hưng, một trong những cầu thủ vẫn được nhắc tới rất nhiều trong mỗi trận đấu của chúng ta. Vì trận đấu giao hữu chúng ta đã khép lại, một trận thi đấu có một kết cục có thể nói rằng rất vừa lòng và đặc biệt là rất hài lòng cho ban huyện của đội bóng Tỉnh ủy Tỉnh Nam Định. Hai đội đã hòa nhau với tỷ số 3 đều. Một trận đấu đáng xem của các lão tướng năm nay đã có tuổi đời U40, U50, U60. Và như vậy ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao một ít phút để đến với trận chung kết của giải bóng đá thế giới năm nay, trận chung kết giữa các đội danh địa chính.